Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác xin bảy chim đêm. Hôm nay em lại giới thiệu một cái đầu H277 chạy 2 thỉa. Đây là máy H277 chạy 2 thỉa, bên em là bán rất là nhiều các bác nhé. Đây là dòng máy H277 bên em này. Đấy. Cái hôm nay em nói với các bác rằng là cái mặt chạy thỉa của H27 bên em á là nó mặt quắc của hoặc mặt quắc mà chạy M14 của thằng ô tô nhá. Chứ không phải là mặt quắc dài đâu các bác nhá. Đấy, cái này là M14. Hai bên mặt thỉa này. Đấy. Cắm thỉa hoặc cắm USB này. Cái này là em chưa đóng ốc fit. Đấy, khi là đóng lên nắp ốc lại kia là ok nha. Hai công tắc hai bên 6 volume nha. Và ra 4 cổng loa. Đây là 4 cổng loa. Thì dòng máy H27 này bên em bán rất là nhiều các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em là 0976 này. Đấy. Địa chỉ và số điện thoại Zalo em ghi ngay trên mặt máy các bác nhé. Đây là em đang cắm một cái USB ở cái đầu đọc này bằng cổng USB này. Mỗi mặt hắn có mỗi hai đường cắm USB hoặc cắm thỉa nhớ trực tiếp các bác nhé, không cần áo thỉa. Bên này em đang cắm thỉa nhớ này. Bây giờ em đã mở đây là 4 loa này. Thì hiện tại nguồn vào là cộng trừ này. 4 loa thì ở đây giờ hiện tại em đang đấu thử hai cái loa nhé. Đấu thử hai cái loa. Thì một công tắc là một bên nhé. Một công tắc bên này là 13 volume ở bên này nhé. Công tắc bên này là 3 volume bên này nhé. Thì em đã bật một bên này. Đấy. Đây em đang thử bằng cái loa này nhé. Nhà em ở ngay gần đường luôn, ô tô chạy liên tục cho nên là hắn hơi ồn. Thực ra là em không thích thử vì là nó ồn, cứ một tí một là ô tô nó chạy qua. Đấy. Cắm thẻ nhớ này, cắm USB này, có kết nối Bluetooth này, có nút lập lại một bài trên máy luôn này, có nút EQ này. Đây là nút lọc EQ, là lọc tiếng này. Đây, EQ đây. Bấm vào chế độ lọc tiếng khác này. Đấy, các bạn nghe chưa? Bấm vào tiếng khác này. Đấy. Và cái nút trên cùng này. Đây, các bạn nhìn rõ cái nút trên cùng này. Cái nút đổ trên cùng này là lập lại một bài này. Đấy. Bấm. Là đang lập lại một bài này. À, bấm lại là hết lập lại một bài. Đấy, bên này cũng vậy nhá. Các bác để hạn chế hỏng thỉa hoặc hỏng USB thì các bác nên tắt điện nguồn hẳn, phải rút thẻ nhớ hoặc rút USB. Nếu các bác mà đang có điện đang chạy mà các bác vặn nhỏ đi, các bác nhổ USB ra là cái USB nó nhanh chết nhá, nó nhanh bị lỗi USB hoặc lỗi thẻ vì lý do là đang chạy hoặc là đang có điện mà nhổ ra. Các bác nên kiêng các cái trường hợp đó nhá. Với tại làm sao mà thiến nhanh chết thì các bác nhổ đột ngột. Đấy. Cho nên muốn lấy thiến ra các bác nên tắt điện nhá.
tắt điện nguồn nhé. Đây là hai công tắc hai bên nhé. Ví dụ như các bác bật cả hai công tắc là nó chạy cả hai bên. Các bác chạy một bên thì các bác sẽ bật một công tắc thôi, thì coi như là một nửa máy nó có điện để chạy thôi. Còn nếu như các bác bật hai bên là tất cả trong đây là hệ thống nó chạy hết. Đấy, là chạy hai bật tỉa luôn. Cho nên nếu hạn chế mà rút tỉa ra đồ hư đột ngột, tốt nhất các bác không nên rút tỉa đột ngột khi đang có điện. Phải tắt hoàn toàn điện nhé. Đấy. Về là von này, bát này, chét này. Và bên đây cũng vậy đấy. Von này, bát, chét này. Đấy. Thì máy bên em bảo hành 2 tháng nhá. Em có ghi ngày tháng bảo hành cái này. Cái này em chuẩn bị gửi này. Là lô này 6 cái là em chuẩn bị gửi hết này. Đấy. Thì em ghi rõ này. 2T. TTT là 2T. 2T là 2 tháng nhá. À 2 tháng đúng không? Và hôm nay là ngày 10 à. N là ngày 10. T là 3 tháng 3 này. Đấy. Năm 2023 em có kênh YouTube nhé. Rồi. Thì các bác nào có nhu cầu cứ liên hệ với số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em ship hàng cho các bác trên toàn quốc. Các bác có thể tháo ra. Đấy. Kiểm tra hàng. Ok. Các bác thanh toán. Và các bác nhớ là để nghiên cái tem này cho em nhé. Để bên em tiện bảo hành và tiện liên lạc các bác nhé. Để nghiên cái tem này. Các bác mà giả tháo tem ra là bên em không chịu trách nhiệm bảo hành. Hoặc là các bác không có địa chỉ, không có, muốn lấy thêm hoặc là giới thiệu cho anh em là các bác không có nhá. Thì hôm nay em làm video tạm thời như vậy. Nói chung là em làm video đang còn lớn ngớ lắm. Không có... Thì các bác mong các bác chia sẻ video. Đấy. Anh em nào mà không thuộc bảy chim ấy, thì cũng chia sẻ giúp em xem hết video, đăng ký kênh và giúp em nhá. Rồi, hôm nay xin chào và tạm biệt các bác nhé. Hẹn các bác video sau nhé. Đấy.